Hello, xin chào cả các bạn nha. Chào mừng cả các bạn đến kênh của Nguyễn Hải nha. Nguyễn Chí Hải. Hôm nay chỉ có 4 em thôi các bạn. 4 thằng thì thằng mặt màu thì nói chung có một thằng cao. Hai thằng chung màu thì mình đặt đầu mới tóc vậy. Mà không tóc thì mũ tao nè, mà hỏi tao hết tóc lũ mày vậy. Tao nó quá lực ngày má hết trống sừng đây. Tém người bằng hết mà không chịu ngủ ở cái gì. Rồi, rồi đứng giờ ở ngoài đi. Vô đi. Đi. Nó gái ta vô trời đất ơi là trời. Con đỡ. Quà không biết chừng nào mà không được thì luôn. Nó nói gì vậy? Làm cái gì? Hả? Đâu? Bà Tám đâu? Vô mày muốn lấy chồng người ta hay gì? Bà Tám đâu? Sao đâu? Trời mặt nhăn trời. Mày tính sao? Tính sao mày trả? Nằm xuống. Rồi mẹ hứa tao sao? Nhà chị có máy lạnh không? Sao nào ngồi đây hỏi nóng chứ hả? Có máy lạnh đâu nghèo chết mẹ. Có làm sao sắm được cái máy lạnh. Nhà mày trả. Để tay biến mà còn múa. Bây giờ mát mẻ quá. Mát mẻ nữa không? Nội ngực muốn chết. Không được, không được. Sao bạn lại bên đây em hát kiểu đó mà sau này lập ca sĩ thì cái nghề của em hơi bị chật vật. Để anh thị phạm cho em coi nè. Anh thấy không đi, không thấy quần quần đó. Em không có. Không để mấy anh đó, mấy anh biết em có mấy bộ đồ đó. Ơi. Thì bạn cứ nào mà cho nó sạch sẽ là mát mẻ luôn rồi. Cho nó mát mà đi tắm bộ bò thôi. Mát mẻ sạch sẽ, mặt đừng thấy chỗ mà không cần thấy. Thôi, bỏ đây. Mặt không. Đúng. Đúng. Bây giờ đúng không anh? Không được. Điện mơ đi, mở tay. Không, mày đi vô phòng mày thay á. Nào, lấy ra đàn. Yếu đi mà. Chờ nắng nóng như lắm rồi. Alo Ly ờ. Rảnh ông Ly đang làm gì vậy? Đang ở nhà chi vậy? Thay đồ. Đi ông đi thay đồ mát mát chút đi tắm hồ bơi. Nói sửa mũi. Cái gì? Thay đồ mát mẻ ra nè, đi đi tắm hồ bơi với mấy ảnh nè. Bà cố nội lên nói chuyện bà hả cái gì hoài. Mát mẻ sạch sẽ nha, để thôi đừng có mát mẻ mà kiểu này kia. Rồi để cái này. Bé điện mình nè. Alo. Rồi giờ mình nói ai nha. Được chơi. Mở quà đi. Để ngày mơ đi hả hai. Ờ chị ơi, cho hai tặng nha. Trời ơi. Để coi đi với con gái ta mà hai phòng. Đi đi. Mấy anh có hai cái quần không? Có. Em sợ đâm rồi. Ô. Tại sao chưa thay đồ đi chợ? Ai chợ? Chị tổng thay chiến sinh đi. Chị mượn đồ luôn đi. Thôi mà chạy được rồi. Bà ngoại chứ. Qua đây rồi gì sao? Rồi điện hai nó ra. Điện đi. Không điện đi. Hai nói thay đồ tới đâu rồi? Không điện nha, tao điện thoại mày điện. Hai nó thay đồ tới đâu rồi? Mày hỏi tao, tao đi chung mày hỏi tao. Thay đồ cũng khó nữa. Ừ, bà đưa cái dấu tiền qua hè gì hoài. Đi cho anh, cho anh. Rồi đi đi. Đừng máy điện thoại kỳ vô ma. Cái này găng tay nè ba, mở găng tay. Trời, mở găng tay, cái mở mắt mày á. Alo. Alo. Xin nhớ mô tô, mọi người. Chứ trời ơi là trời. Số thì bao. Nóng quá trời nóng mà. Đợi bà nội Út đưa nước uống chắc chết quay không. Má già. Cho mấy cha, ca trà đá Út ơi. Trà đá. Alo. Alo phải số điện thoại của Quy không?
Đúng rồi, anh có chuyện gì không? Thì chúng tôi là đội hiệp sĩ đường phố nè. Thì anh nghe nói anh có giữ một đứa một đối tượng ở trong nhà anh phải không anh? Nó chơi với nhau nhà bốc nước rồi. Phải anh mày đỡ rồi. À, này là tôi đẹp với tôi Diver nè. Đang gọi nè. Thì mày đỡ nghe rõ trả lời. Rồi nói chung mày rủ Hải ra đây, mày Hải ra đây uống cà phê nè. Qua nhà bốc á. Rồi điện hai bà ngoại kia coi. Nè, điện hai bà ngoại lại cái. Mẹ mấy khu. Cái gì mà đủ mà kiếm hoài. Tưởng đâu nó bấm rồi vậy. Thời gian hơn 4 lần. Ờ không hợp nặng. Đợi ba gà tan hết trơn. Ba tan nước cũng mà. Gà không gai, nói một tiếng. Cứ gà gai gà gai. Đủ nước chứ phải cũ rồi hai ba ga uống cái nào gót chi gót cho nhiều vậy thì uống đi thích cái nào uống cái đó chẳng cho uống không chịu uống đợ tan cái nha bỏ uống quýnh mà bỏ bú luôn ừ chết được không nêu nêu ấy da tụi con thở 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 dài mới cầm vô anh giật cái bò xe túi gì nó nách ta thôi mấy ma ngồi em đứt rồi mấy ma à bao đây gì vậy trời là chờ nữa là chờ không gặp quay không rồi gặp lại à ba ư ba kiếm từ đẹp nè cá biến nè, cá biến nè, cá ông ngọ mà hả? Không? Đâu không chết luôn. Trời ơi, lại trời cái nhũ ông mách của ông Tam. Cái gì? Cá biến đâu? Gặp đây nè, biết rồi. Phải đâu không? Còn là như làm như đây ta chấp chậm đâu. Ơi, trời này trả đầu luôn rồi trời. Quá vậy bụi từ bi tốt bành chứ ghê. Trời. Bữa nay ba chạy đầu 73 giờ ba giống 37 37 21 đổi là chạy đầu rồi đổi nước đây uống phê chưa chắc mày chưa nữa sống phải giả tạo không giả tạo mày sợ tao giả quánh mày luôn bữa nay nhớ tóc chịu ngủ tao lá hoặc tay bây giờ nè mấy ông sao không giỏi quánh mình kìa đừng có lớn đừng ép nha ờ bay mình ông Minh dở lẻ đó ừ không đủ gì lẻ chung kìa lẻ nào lẻ đâu rồi sáng vậy đó trời gái ba gửi gái y gian ba kia gửi y gian ba luôn gái nè tôi bé con gái tôi con gái nè Bảo Thi Bảo chưa nè này Bảo Anh nè bé Bảo Thi còn Minh tên Bảo Trung đặt gì kìa dạ có nào tên Dông Bảo không có còn gái chó sao lại cứ đụng chó này với trời bây giờ đi vô rồi dính chân mày đi ngoài dạ vậy đi chân báo tôi mở điện thoại thôi đi anh đây có đâu làm gì mày quýnh tôi mày đi hết tóc lại ngủ tao đâu có tóc mày không của tôi có ngủ mà mày đang không đi nha đó rồi ba ơi ba điện đi ba ơi ba lại điện còn điện ai nữa đi bên nội tao vậy ừ béo tôi gầy rồi béo điện làm gì đây ước gì có tới nước bằng hai ha để chơi nữa có chút có nè tới nước bằng hai hả 6 tháng liền lần có tới nước bữa mình đi chơi tôm năm liền lần chút mình tại chuyện tổ chức nè tổ tại chức. Tại chức tại chức chùi nữa bóc cái chó xong chùi làm như gì tại đi được mà béo đi đi cưa gầy béo cưa gầy béo trời ơi giỡn hoài. Này 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 này. Rồi tao bóc cho mày ăn luôn nè. Chết mẹ, tao bóc chó thì móc cái mũi luôn. Trời ơi. Cố lỗi. Kìa. Đánh nghe nè. Coi mày đừng nói mày đừng chay cứ chó vô mặt tao hả? Đi chưa mấy anh. Giờ ngang ngang tắt ra đi. Em bị kéo tàn. Em sẽ sky. Đâu ngồi đi, ngồi đi, quá nắng rồi. Ngồi đi, ngồi nè. Ngồi lên, đợi lại mày cái tan chứ.
Thầy hàng nó bắt đồ mà tắt. Tắt nước chứ. Sớm đây anh chưa thầy. Sớm đây, đó thầy. Chút mặt gì xuống dưới cởi quần nghe tắm luôn. Ở cổng cho mình mướn đồ mà. Chào lắm đi giờ. Trời, tao muốn đi, tao đi. Chào bên này biết là tôi là ba của nó. Chào ba đi mấy chạy. Chào mưa mà. Ấy lộn. Chào nắng mà. Chào nắng mà. Nắng không nổi. Thay đồ lẹ đi, đặng đi bơi nè, lẹ đi anh. Anh mấy anh, mấy anh xong, mấy anh cái tổ quần xong rồi xong. Mấy anh không mặc đồ, cũng tắm, mấy anh không mặc đồ luôn. Đi bơi. Trời nực con chết. Mày kiếm trời bà nổng nhỏ này mà ngồi vô bánh. Thầy bà luôn phải ai kêu nữa. Nhìn đi Ấn Độ nha. Ngồi này ông là cái gì của ông ta mà ông kêu người ta không bơ chợ. Ừ. Sao anh bơ? Trời ơi. Cho hết kem trong nắng. Nội này ông không đi thôi ông quánh trời vậy đó. Đi. Vậy. Đi bơ mà mặc đồ gì mới đẹp. Tại vì chờ, mặc đồ gì thấy ghê vậy vậy. Đồ như vậy tôi đi cái thang. Xíu nữa rồi, chậu chim vương lắm. Giữ gì đây? Đi chờ. Làm cái ghê không? Ai gãy gãy nó té mà nó cười. Gãy gì hết? Dạ đó, ai gặp nè. Làm cái ghê không? Làm cái ghê không? Thương người ta mà anh chịu nói. Vậy sao tám? Làm quần què vậy chứ? Hỏi gà cái nói. Tao làm què đâu, này mới làm què vậy nè. Vậy, hỏi gà cái nói anh em không à. Cái gì vậy? Ông nội tao không chịu, ông sao mà ông kỳ. Rồi mày có tắm không? Đi nè. Đi mà không thấy mày chạy sao cho vô. Mấy em thay đồ đứng đi nè. Mặc đồ đó sao tháo áo ra. Ai giới mày mặc đồ đó chút xíu mày xuống dưới mấy mày phải cởi áo còn mặc áo trong cái gì trong rồi. Ba. Ba. Ủa sạm. Trời. Làm vậy. Chút xíu mày tao không mặc đồ luôn. Phải cừ. Tém cái nữa coi. Đi không? Đi chứ. Đi không? Tao tôi đi rồi. Bikini không? Mấy mày có mặc trời ơi, hai cái này là cái thá gì? Ở dưới bikini kìa. Giỡn đi. Trời ơi nè, mày mặc đôi này mày người ta cười mày thiệt. Cái mặt sát hơn nữa. Tao mặc bikini kìa, tao mặc cái kia mà tao thấy nguyên cái luôn. Ủa sao vậy? Đúng vậy đó. Gồm nổi làm cái này sống sần kìa. Đúng không nào? Đâu ra chuồng đi trời. Anh nói để chờ uống nước mẹ đi đi. Ông nội đó sao ông vô gian ta đi, ta đi. Ông lại cái gì? Mẹ đi không, mẹ không đi thôi. Nói ông là gãy không? Nó ông gãy không chịu. Ừ. Đủ má mặc quần đi nó luôn nè. Trời bà. Ông mặc quần gió vô tới cửa chửi em về. Thằng này hài hước nè. Nè. Ừ, quá lâu quá. Quá lâu quá ta. Chắc hồi ra công an thưa ông luôn giờ. Tới ông nội ông mặc cái quần này vô chỗ ai cho ông tắm tưởng đâu mà ai không. Làm giọng khó quá. Béo bằng đi béo. Đang đi bơ mà làm cái gì? Đáng lý à, đây giờ đang giờ này đúng không? Là hai em mới cởi áo luôn. Thế coi. Áo mà mày tán qua đi không mày có. Bây giờ á. Ê áo mà bây giờ. Tao đang cắt cởi quần luôn. Đi ra cắt nó về vô chổng cho thằng họ dây mà cũng cởi quần à. Cởi quần đó. Đây. Đây. Bắn. Bắn cùng. Nếu cuộc đời này á mà chó đẻ quá thì thôi đi. Ê ba làm cái ghê. Có nhiều có xíu làm cái ghê. Làm cái chướng mắt quá. Đi đâu rồi. Ba? Đi đâu? Đi thôi. Đi nhà đi trời ơi. Đồng, mày làm gì mày làm gì không cho nó đi. Dạ chứ anh bạn áo đây xong là tắm rồi xong rồi. Đây nè, hồi xuống dưới anh nói với mấy cưng hả là dài sáu muối nhá. Sáu muối dồn lại muối em béo luôn. Không nha, không có nha, muối là có nên tao còn nhiêu sáu béo không. Nhưng mà thấy mấy anh nhiều hơn, mấy anh có muối không à. Ờ, tại mấy mình định nhắn. Đây là bốt. Đây sáu muối. Đây là bốt. Đây là bà sáu dợp. Nhìn bà tám rồi. Mấy em trong nắng nãy giờ có tiếng đồng hồ mới được, nó mình đi đi. Đây chứ mày đồ mày mặc bộ đồ như loài chó nhục. Bị chứ tao cởi đồ rồi ông ơi. Tao đi làm gì tao? Không đi ở nhà đi. Không đi làm gì nhau. Không đi làm gì nhau. Không đi thì thôi, nói chuyện nhẹ nhàng với ta. Nắng rồi đang đang á. Đang chứ tao không nhìn đó. Ở dưới giờ đường ngồi chán nổi. Càng nắng vô nó sẽ không. Ở bên nhà kinh cần lọ nồi không? Còn. Xích chân hết. Xích chân là hả? Đúng quá. Giờ đi. Bây giờ nè, bây giờ nè. Đợi đợi tao đi đi kìa. Đi vô ngồi chờ quậy vậy. Không đi ở nhà đi trừ. Ờ. Thay đồ đi. Vô. Đi ba thay đồ.
Thương tá gì mà giữ tao quậy. Thay quần sọt mặt cho nó mát. Trời ơi quần này mát hơn quần sọt rồi. Mặt này thấy sao lông. Tào lao. Ba đó. Bị sao lông đúng ngại. Không có gì sao lông. Ông có sao lông á. Ta làm gì có lông mà có sâu. Đi, đi. Rồi đi ông nè, đây ông cậu, bông thay đồ không? Tại chút xíu mấy tôi cởi đồ tôi cởi quần ra xong rồi, trong đây quần lỗ đây nè. Cởi tuồng tắm luôn. Cái gì đó. Đi. Tao bạch. Quơ. Đắp nước hả? Ngồi ngồi dòi biết lợi. Trời ơi, không bị dòi sao biết lợi được. Lớn luôn. Lợi vô hang hấp. Vô nồi hấp điện. Nó bị dòi nằm trong cái vỏ nó. Nói từ từ thôi. Nói gì mà gấp. Đây nè. Nó thầy lộn tùm lum bây giờ. Đi đi. Ai đi ở nhà. Đi nha. Đi nha. Trời đi. Linh quá trời. Người ta đi cái gì mà kỳ vậy trời. Sao mày dạ hai đồ đi. Thôi chẳng dạ không vậy. Dạ 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 dạ. Đi ba đổi tiếng luôn rồi kìa. Trời mày muốn bảo vệ á thì mày đi theo. Ừ. Trời. Mày theo gì nè. Mày theo mày. Phải đâu tao cho đi luôn. Tao cho tao cản gì tao. Đi lỡ mình có thể đi đó. Dạy ta đó, mà tao không cho đi nữa. Wow, wow, con thật không? Con không ăn, con không ăn. Dạy ta đâu cho đi, này còn cãi này, này ăn cho đi. Ba này bây giờ, nãy giờ, tôi nghe nãy giờ là ông Hải chỉ ông hụt phá, hụt phá. Cứ ăn cho đi mà hụt phá, mình cứ nói là đồng ý. Ba này ba nghe không rõ. Tiếng Nhật cổ đó. Có đâu ba, tiếng này biến á. Hình như anh chữ. Chữ anh à? Chứ không lẽ anh chữ là cái nỗi chữ anh thêm hàng lần nữa. Réo. Bán được cho ông Ly rồi. Em cũng tính vậy đó, 25 dít thì vượt qua. Ảnh là được. Dít, dít gì? À. Dít áo khoa học dít. Đi đi đi. Đi đi đi. Đi đi. Thay đồ đi. Thay đồ đi, tao đi. Thôi đi bơm thay đồ. Đi bơm gì nè. Đi bơm là lội hơn. Đi mà mặc đồ. Bạn nhỏ muốn đi mà tới lội, tới nội mà nó ngọng luôn rồi đó. Còn không cho đi nữa. Ê, bài đụng mặt chơi về kìa. Tao nói đi đi ba thôi. Kìa ba đó, ba giả bộ ba biết thằng mình hoài. Ba vô duyên một cái nè. Cái quần quà tao này hoài quý. Này quần quý. Ê, ê. Ngon quá, ngọt ngay. Cái gì ngọt? Thơm nước. Ừ, đúng rồi, cái đó. Không, mà thơm nước luôn. Ê, thơm nước luôn, nước thơm. Con nội này chảy nước vàng. Đúng chứ, ai. Quý đi chơi. Tao ngang quý chảy nước vàng. Thay đồ đi, đi nè. Tụi bị ké chị rồi. Anh mấy anh ở dưới cái bụng có gì không? Không, bà lớn rồi. Không, cái bụng đó bị ké rồi, bà nội ơi. Có 6 muối không? Có 6 muối không? Có. Có. Đây nè, ở dưới là gì không nè? Mấy em gặp là mấy em chỉ nội tặng là ba sườn không cho tiền. Ủa tao hay gì trời. Ê, ông đút ra mà ông hót lên tao tưởng đâu kiếm Nhật dắt nhà. Ủa tao hay vậy. Có cái gì ở trong không? Có nhiều rồi đâu. Vậy rồi. Nhìn thấy ghê rồi. Đứng anh. Vậy hỏi. Còn là có lông á kìa. Quân tử Long Trăng. Tử nhân là bụng. Trời. Tử nhân thì ra. Thôi tử nhân thì mình đi tắm đi anh em ơi. Chăm nhẹ nơi trên cho tới nay lấy cho tôi cái micro tôi ca một bài. Alo. Nhạc lên cha mấy anh khoai dứt âu lo khi sang một bên ăn ly lên nào. Cảnh đẹp thì hữu tình cùng bạn lại càng say. Tủ tình trên tay mà rót đến mức nó tràn đầy. Giống như là có cây lắc lư theo điệu nhạc. Nghe nè, nghe nè, nghe nè, nghe nè, nghe nè, nghe nè, đi không? Đi gì? Đi không? Có đi bỏ lỡ đi. Đi xe đủ rồi, đi lên. Không đi thôi nha, lấy thoại không? Quần quà chứ thoại. Mẹ, lấy đồ cũng tắm. Lấy cái chân, lấy cái chân. Đây, đây, đây. Con người gì đó mà vô với. Cái nào tối nay dài 2 bay của bạn kẹo xe à? Ủa tao đi tắm với tao đâu có đi quốc bậy đâu mà bạn kẹo xe. Ừ. Sợ mày quá. Ê cho tao đây với mày. Em đâu rồi đây? Anh vừa lòng chưa? Một người yêu anh nay hóa dư thừa. Bao nhiêu lần sai anh đã xin lỗi rồi lại thật hứa.